Ok, rồi bây giờ Phong sẽ hướng dẫn cho các bạn cắt coffin nha. Cắt một chút xíu thôi ha, thấy các bạn kéo không? Cái kéo này cắt coffin rất là tốt nha các bạn. Cắt chút xíu thôi, một chút xíu thôi. Kê vô nè, bụp một cái nè ha. Kê vô nè, bụp một cái. Bụp một cái nè ha. Mình cắt chút xíu thôi, mình đừng có cắt nhiều quá, cái coffin của mình nó sẽ bị top vô nha các bạn. Và khi mình cắt coffin á, thì mình cố gắng mình cắt bằng cái lưỡi nó thẳng á, thì cái coffin của mình nó mới cắt ra nó sẽ thẳng. Chứ nhiều khi mình xài cái kéo nó cong, cái lưỡi nó cong quá đó, mình cắt ra nó cũng không có được thẳng cho lắm, thì mình vuỗ lại nó hơi mệt. Rồi, bây giờ Phong sẽ hướng dẫn cho các bạn vuỗ móng nha. Thông cảm, mấy bữa nay nó bị hơi bị allergy á các bạn. Cái mùa này, cái mùa allergy dữ lắm, năm nào Phong cũng bị hết. Các bạn nào mà coi livestream lâu của Phong rồi biết là cứ tới mùa này là Phong sẽ bị bệnh chút xíu ha. Phong bị allergy á các bạn. Cái phấn hoa nó nhiều quá, nó bay trong không khí, hít vô cái bệnh luôn. Đó, kê cái dũa cho đúng nha. Cái dũa cho nó đúng, dũa đừng có dũa nhiều quá nó sẽ bị mất, nó bị lệnh cái hai bên đó các bạn, nó bị mất cái hai bên đó. Dũa vừa phải thôi. Ok, để cái dũa nè. Ok vô nè ha. Dũa. Và khi mình vũa là mình không được đè cái đầu cái cây vũa quá mạnh nha các bạn. We don't want bread too hard the foul when we foul the nail, because sometimes you bread too hard it may cut the customer. Mình đè nhiều quá nó nhiều khi nó cắt cái tay khách chảy máu luôn đó nha các bạn. Tiếp tục là mình sẽ làm cái bước tiếp theo ha. Mài cái chỗ cái cạnh móng đi cho nó mỏng đi để mình đắp lên nó không có bị lòi hai cái cạnh ra. Cái đầu dũa này là cái đầu dũa diamond clean đó các bạn, không có sợ chảy máu ha. Nhiều khi mình quẹt nó đâu có chảy máu đâu, không có đau tay. Cái này thay cho cái đầu dũa nhám luôn, và nó cũng là cái đầu dũa deep cho mình luôn ha các bạn. Thank you.
framer vô. Ok, bôi framer vô nha. Bánh mì là phải có pate, làm meal là phải bôi framer. Mình sẽ đắp hai cái màu này bữa nay, là cái màu nude là solid 71 và cái màu trắng là American White. Cũng gần hết rồi các bạn, phủ bột này gần hết. Để không đổ vô chút. Và hôm nay thì Phong sẽ đắp cái cây cọ này là cây cọ size số 16 nha các bạn. Okay. Cái hũ bột này là cái hũ bột solid 71 và mình cần phải một cái hũ bột clear. Ok, đã hũ bột clear ra đây để mình lót vô. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Phong sẽ hướng dẫn cho các bạn làm ombre một cục ha. Mọi bữa mình làm hai cục, rồi bây giờ Phong sẽ làm cho các bạn một con một cục. Lấy cục bột nè, thấm cái giấy nè các bạn. Thả cục bột lên đây. Các bạn thấy rõ không? Các bạn thấy rõ không? Nó là mình vuốt nhẹ xuống. Chấn ha, mình chấn mình lấy cái xếp và phải luôn nhớ là phải miết cái cạnh này mỏng xuống. Ok, rồi cục bột nung này mình phải lấy cho nó vừa đủ cho một cục bột thôi nha các bạn. Thấm như giấy nè, thả cục bột nung ở trên đây nè, rê xuống nè, muỗng cho nó sát khóe nè, dàn ra rút nhẹ xuống, dàn ra rút nhẹ xuống, clean hai bên cái khóe là mình đã có một cái móng ombre rất là nhanh các bạn ha. Nếu mà mình làm cái móng ngắn như vậy nè, mình áp dụng cái đắp ombre một cục nó sẽ nhanh hơn là hai cục nha các bạn. Ok, rồi sẽ lấy một chút xíu bột clear bỏ lên trên đây, phủ nó lại là xong. Hello, okay for you. Ok, thank you honey. Lấy cục bột thấm như giấy, thả cục bột lên đây, thấy chưa các bạn, thấy không? Chùi cọ nè, dốc tay xuống, lấy nước dặm vô giấy, rồi bắt đầu mình mới miết. Thao tác của mình phải nhịp nhàng, lả lướt và may lơi nha các bạn, nhẹ nhàng như cung đàn. Rồi, cắt bột bằng cái mũi cọ nè, bụt cái, rớt cục bột xuống, thấy chưa? Chấn mình lấy xếp nè, chấn mình lấy cái xếp nè. Không? Thì cái thao tác mà mình lấy cái cục bột á, nu á, mình phải án chừng nó là cục bột nu của mình bao nhiêu để mình thả lên để cho nó vừa đủ cái cuticle và mình vừa đủ bột để mình vuốt xuống mình tạo ra cái ombre của mình ha. Thì cái cục bột đắp ombre một cục nó phải đòi hỏi cái sự phán đoán cái lượng bột mình lấy là bao nhiêu ha. Thì mình phải canh. Thì canh như thế nào, mình làm riết là mình sẽ quen thôi các bạn. Không thể nào mình biết là ồ cái lần lấy bột này mình phải lấy bao nhiêu. Chỉ có thể mình án chừng thôi, và cái án chừng nó phải được rèn luyện qua những cái kinh nghiệm của mình ha, mỗi ngày mình làm. Ok, lấy cục bột nè, thấm giấy nè, thả cục bột lên đây nè, vuốt cục bột lên nè, dàn cục bột xuống nè, vuốt một cái nè, dàn cục bột nè, vuốt một cái nè. Đó.
bắt đầu mình lấy chút xíu cái bột lia, mình sẽ thả ngay chỗ cái ôm rang ra đây, vuốt xuống cái là xong. Luôn nhớ là phải clean hai bên cái khóe nha các bạn. Ok, tiếp tục. Trước khi mình thả lên, mình thấm vô giấy. Chùi cọ là lấy nước. Thấy không? Đụng vô nè, chùi cọ là lấy chút xíu nước nè. Tại sao không phải chùi cọ lấy chút xíu nước? Tại vì không biết là chuẩn bị bột nó chuẩn bị dính vô cọ rồi các bạn. Nó hết nước đó, thì lúc đó mình phải làm cho cái cọ của mình nó ướt một chút để mình vuốt bột nó đi nó smooth, nó không có bị dính bột. Cái mục đích của mình làm là như vậy đó các bạn. Nhạc hơi lớn để Phong mở nhạc nhỏ lại chút xíu ha. Nhạc này cái khúc này nó hơi lớn á. Các bạn bỏ Phong chút, Phong chỉnh nhạc nó nhỏ lại chút. You welcome chị Linh. Chứng hả? Rồi mình sẽ án chừng cái cục bột này của mình là bự cỡ chừng nào để cho nó vừa đủ cái ở trên đây mà vừa nó đủ blend xuống dưới. Cái thao cái của mình nó phải nhanh tại vì mình đắp một cục ha. Nếu mà mình cái thao cái mình chậm quá đó thì nó blend nó sẽ không ra được các bạn, nó sẽ bị gắt cái ombre của mình. Ok, bắt đầu mình làm. Cái này là bự nhiều quá rồi nè, bỏ thả cục bột lên trên đây nè. Đủ bột vô nè. Lê xuống 1, 2, 3, vuốt. Lê xuống 1, 2, 3, vuốt. Đó. Và mình phải clean up hai bên cái khóe. Clean up hai bên cái khóe. Và mình phải dặm. Cái thao tác mình dặm để làm gì các bạn? Để cho cái kiri cổ của mình nó mỏng xuống. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nó sát vô trong cái khóe. Vì khi mà nó sát vô trong cái khóe như vậy á, nó hồi các bạn dùng nó sẽ nhanh ra cái đường tròn của cái kiri cổ của các bạn hơn. Ok, bước xuống. Ok, tiếp tục nè, lấy cục bột nè ha. Thấm giấy chút xíu. Cái việc mà mình thấm vô giấy trước khi mình đặt cục bột lên để làm gì các bạn? Là để cho cái tờ giấy á, nó thấm bớt cái ly quỳnh ra để cho cục bột của mình nó không còn quá nhão nữa. Thì nó sẽ dễ làm hơn. Mình không phải tốn quá nhiều thời gian mình đợi cho cái cục bột của mình nó khô ha. Thì mình việc đơn giản nhất là chỉ cần thấm vô giấy rồi đặt lên là cục bột nó định hình, nó không có tan chảy ra như nước nữa. Cái đó là cũng là một trong những cái mẹo đắp bột nha các bạn. Cắt bột nè, bột cái nè, móc bột ra nè, chấn nè, chấn nè. Tại sao mình phải chấn lấy xếp? Để cho nó ra cái xếp sẵn đi, lát hồi mình đỡ phải dũa ha. Nó ra sẵn cái xếp coffin của mình, lát mình đỡ phải dũa coffin. Ok, rồi tiếp tục thả cục bột lên trên đây nè các bạn, tròn khỏe rê xuống nè. Da cục bột phía dưới nè, vuốt nhẹ một cái. Da cục bột, vuốt nhẹ một cái. Và nó ra cái ombre rất là nhanh ha. Và luôn nhớ phải clean up hai bên cái khóe. Luôn nhớ phải clean up hai bên cái khóe. Tại sao mình phải clean up hai bên cái khóe các bạn? Chứ không thôi lá hồi mình dũa thấy bà nội mình luôn á các bạn. Đó, bột nó sẽ tràn ra cái khóe mà mình không clean nó. Thì có phải là nó xè ra lá hồi mình dũa máy á, rất là mệt. Đúng không? Mình vũa thấy bà nội luôn. Càng lâu nữa mà càng mệt cho mình mà càng đau tay khách nữa. Mà có phải đẹp gì đâu. Như vậy nó sẽ rất là xấu ha. Tại vì vũa càng nhiều nó sẽ càng mất bột hai bên. Nó lòi cái móng thật ra nó sẽ rất là xấu. Rồi mình phủ chút xíu bột lia, vuốt xuống. Xong. Lấy cục bột. You okay? Yeah.
Better. Thank you. You're welcome, honey. Với cái ngón cái này á, thường á, cái ngón cái á, nó sẽ khó đắp hơn chút xíu. Các bạn biết tại sao không? Tại vì nó có hai cái khóe hai bên đây nè. Thì mình giật cục bột ra, mình phải đũn bột lên trên hai cái khóe, mình đều xuống liền nha các bạn ha. Mình phải làm lẹ tay với cái ngón cái. Nè, lấy cục bột nè, thấm cái giấy nè, thả lên trên đây nè các bạn. Chùi cọ nè, lấy nước nè. Các bạn thấy không, vuốt bột không? Bên trái nè, bên phải nè, cắt bột nè, cắt cục bột là tự động nó đứt xuống luôn các bạn. Sẽ có những người họ thắc mắc là như vậy nè, tại sao họ cắt bột mà cục bột nó cứ nhây các bạn, nó cứ dính, nó không chịu đứt ra. Tại vì lúc đó bột nó đã khô rồi, mình cắt bột rất là khó. Khi mà mình cắt bột lúc mà bột nó còn ướt á, thì nó sẽ đứt rất là dễ. Nhưng mà nó bắt đầu nó khô, nó liên kết, nó dính lại với nhau á, mình cắt bột nó sẽ không có đứt nữa các bạn, nó sẽ cù nhây với mình á đó. Đó, thì mình phải cắt dấn mạnh vô, mình móc ra cái thao tác nó phải dứt khoát. Ok rồi, cái ngón cái này mình phải lấy cục bột cho nó hơi bự hơn chút xíu để mình đều bột vô cái khóe mà mình blend xuống. Ok các bạn, thả cục bột nè, giật cọ ra nè, không đều bột vô trên khóe nè, không đều bột vô trên khóe nè, không rê xuống vuốt, rê xuống vuốt. Mình phải làm lẹ các bạn. Đó. Rồi nếu mới tràn ra hai bên khóe mình clean up nó. Phải luôn nhớ là mình dặn cái khóe cho nó mỏng xuống. Các bạn biết Phong đang làm gì không? Do cái bột nu nó che gần hết cái màu trắng thì Phong phải chùi bớt cái màu nu ra cho nó lòi cái trắng ra. Đó, nha. Nhiều khi các bạn thấy Phong vuốt mà không biết vuốt cái gì á, các bạn mới làm nail đó thì Phong vuốt để cho nó bớt cái bột nu ra đó các bạn. Ha, cũng là một trong những cái mẹo mà mình cần phải biết ha. Ok, rồi. Các bạn nào muốn đăng ký cái lớp học làm nail từ căn bản cho đến nâng cao mà muốn lên làm bột đó các bạn, thì các bạn đăng ký với Phong cái lớp học làm nail từ căn bản cho đến nâng cao tổ chức ở Dallas, Texas vào tháng 6 ngày 7-8-9 ở Dallas, Texas nha các bạn. Cái lớp học của mình thì Phong hỗ trợ cho các bạn chỗ ở với ăn uống trong 3 ngày luôn. Các bạn khi đi học thì không có phải tốn tiền ở khách sạn đâu, rất là tốn kém ha. Chỉ cần khi đi học á, cần mang thêm một cái máy dũa được rồi, còn lại Phong take care everything. Ok, từ supply, ăn uống cho tới chỗ ở là Phong take care hết. Ok các bạn, các bạn nào muốn đăng ký cái lớp học đó thì gọi Phong qua cái số phone 818-747-8781 hoặc là inbox Facebook Phong Trần. Ok, nếu mà mình muốn mà mình đang làm cây chân nước đó, mình muốn bứt phá lên mình làm bột á, thì mình nên đi học một khóa để mình làm bột ha, cho cái income của mình nó thực sự nó cũng cải thiện hơn mà nó cũng đỡ cực hơn làm tay chân nước. Ok rồi, lấy cục bột cho nó vừa phải nha. Cục bột này là Phong đánh giá là ok nè, thả cục bột lên nè, 2-3 vuốt xuống, 2-3 vuốt xuống, luôn nhớ phải clean up hai bên cái khóe, luôn nhớ phải clean up hai bên cái khóe. Rồi mình sẽ lấy chút xíu bột clear, mình thả lên trên đây, mình vuốt nhẹ cái là xong, mình phủ nó qua, mình áo nó lại. Tại sao mình phải phủ bột clear các bạn? Để khi mình vũ máy nó không có bị mất cái ombre của mình. Lấy cục bột này thấm vô giấy ha, thả cục bột lên trên đây các bạn thấy rõ không?
thấy không rõ nói cho Phong biết để Phong chỉnh cái camera lại nha. Ok, nhẹ nhàng thôi. Cục bột nếu mà nó ướt á, thì mình dập chậm lại một nhịp các bạn, rồi mình hãy vuốt. Chứ mình làm nhanh quá mà cục bột nó đang ướt thì nó sẽ tan cái cục bột ra, nó đắp nó mỏng dánh này. Cái móng của các bạn đắp nó sẽ bị flat, nó bị bằng phẳng quá đó, nó bị dẹp lép như con tép đó các bạn. Chấn lấy xếp nè. Rồi mình sẽ lấy bột nha các bạn. Cục bột này là ok nè. Thả cục bột nè. Bột nó lên sát cái khóe. Dàn cục bột ra vuốt xuống. Dàn cục bột ra vuốt xuống. Xong. Rồi mình phải clean up hai bên cái khóe. Phải dặn nữa nó các bạn. Thấy không đang dặn không? Dặm để làm gì biết không? Không dặm để trong bột nó tràn vô, nó đuổi vô trong cái khóe các bạn. Khi mà mình dặm xuống vậy nè, cái mũi cọ của mình nó sẽ đuổi bột để sát vô trong cái khóe, nó sẽ tròn cái khóe của mình. Khi mà tròn cái khóe của mình thì lát hồi mình đỡ phải dũa các bạn. Mình lia một cái đầu dũa thôi, là mình lấy cái đầu dũa mình lia cái thôi là tự động nó tròn cái khóe của mình luôn. Lý giải lý do tại sao mà mình dũa nhiều quá mà dũa thì nó không có tròn cái chirico như người ta là do các bạn không có dặn cái cục bột của các bạn nằm xuống và đuổi sát vô trong cái khóe đó. Cái trục chặt của các bạn là nằm ở đó đó ha. Đó. Tại vì cũng có nhiều bạn hỏi Phong là tại sao mà cái chirico đó làm hoài nó không có tròn được đó, mà nó cứ lởm chởm á. Nó lởm chởm như là cái trái chôm chơm á các bạn. Là do các bạn chưa biết làm cho đúng, dùng cái mũi cọ dặm 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 vô ha. Để cho nó sát vô trong cái khóe. Cắt bột nè các bạn, một pha cắt bột đi vào huyền thoại nè. Bụp một cái. Chấn lấy xếp nha các bạn. Rồi tiếp tục nè ha. Lấy cục bột vừa phải thôi ha. Phải cục bột ngay đây nè. Dàn cục bột ra nè. Đuổi cục bột sát lên cái khóe nè. 2, 3, vuốt. 1, 2, 3, vuốt. Xong. Rất là lẹ không các bạn. Các bạn thấy bột này nó cục bột thiệt sự mà nói ra đó, cái bột chi sò á các bạn, nó dễ làm ombre lắm ha. Nó phục vụ cho cái việc mà làm ombre của mình rất là dễ ha. Đặc biệt là cái màu solid 71 này rất là dễ làm ombre các bạn. Vuốt một cái bạc cái là ra các bạn. Chân dưới kia bột số 14 nha. Dốc cái tay xuống nè, dốc cái tay xuống nè các bạn, để cho bột nó chảy xuống chút rồi bắt đầu mình hãy làm. Nếu mà cục bột nó ướt chậm lại một nhịp, nó đang ướt nè, chậm lại một nhịp, 1, 2, 3, 5 em có đánh rơi cái nhịp nào không á? Bên trái rồi bên phải rồi cắt bột nè, cục cái nè, chấn nè. Cái thao tác chấn lấy xếp này nó rất là quan trọng, nó giúp cho mình lấy được cái xếp ngay khi bột của mình nó còn đang ướt. Thì khi mà bột của mình nó đang ướt thì mình chấn như vậy nó ra luôn cái khuôn của nó, nó ra được cái khuôn của các phần luôn, thì mình đã phải dũa xếp. Ok, cục bột này Phong đánh giá là nó hơi nhỏ, Phong bỏ đi, Phong lấy cục bột lớn hơn. Cục bột này là ok, sát lên cái khóe, 2, 3, vuốt một cái, 1, 2, 3, vuốt một cái, xong. Ngay đây nó bị thiếu chút xíu.
Ok, rồi. Lấy chút xíu một ly ha. Thả cái này nè. Chút nhẹ một cái. Xong. Lẹo các bạn. Cái ngón cái này nó sẽ khó làm hơn một chút xíu nha. Là do cái khóe của nó bự mà nó lại sâu nữa các bạn. Thả cái bột này ra. Dặm như này. Vuốt này các bạn, nhẹ nhàng không? Nhẹ nhàng, nhịp nhàng và dịu dàng nha. Và cắt bột này. Bụp cái, đứt của bột. Chấn lấy xếp, chấn lấy xếp, chấn lấy xếp. Nhẹ nhàng, dịu dàng, nhịp nhàng. Rồi, để ý cái cục bột nu này nha các bạn. Cái ngón cái thường nó hơi khó đắp hơn chút xíu. Thứ nhất là lấy đủ bột, cục bột này là không có đủ nè. Cục bột này là ok nè, thả cục bột lên nè ha. Đuổi vô cái khóe liền ngay lập tức, đuổi vô cái khóe liền. Rồi rê xuống nè, vuốt một cái. Rê xuống nè, vuốt một cái. Xong. Tích tắc thôi các bạn ha. Mình phải làm cho nó nhuần nhuyễn cái tay của mình đó các bạn. Xong. Đó. Rồi, bây giờ Phong sẽ hướng dẫn cho các bạn chùi cọ nha. Để bảo quản một cái cây cọ tốt á, mình phải chùi cho nó sạch. Sau mỗi lần mình đắp bột mình phải chùi cho nó sạch các bạn. Mình lật lại cái mặt kia rồi mình chùi. Chùi để cho bột nó trôi ra hết. Rồi bắt đầu mình dặm vô giấy. Rồi mình vuốt mình lấy cái xếp lại ha, để cho mình chuẩn bị cho cái lần đắp tiếp theo. Giới thiệu các bạn, đây là cây cọ size số 16 ha. Nhìn là thấy cọ chiến rồi, thấy không các bạn? Thấy cọ chiến không? Cái cọ chiến không các bạn? Các bạn nào muốn order cọ chiến thì inbox cho Phong. Rồi. Hai cái màu mà Phong làm là cái màu American White của Chisel và cái màu Solid 71. Hướng dẫn cho các bạn chạy máy nha. Đây là cái đầu dũa đai mình clean nè. Bạn nào mà mới vô nghề yếu á, mà dũa khóe mà nó hay chảy máu á, lấy cái đầu dũa này nè, chạy khóe bột, chạy khóe thôi nha, chạy khóe bột. Nó sẽ không có bị chảy máu mà nó cũng clean up rất là sạch cái khóe của mình. Cái đầu dũa này là cái đầu dũa đai mình clean. Ok ha. Nè. Không có chạy mịn được nha các bạn, mà chỉ để là chạy khóe thôi. Đó, nhiều khi xui á các bạn, cắt vô tay khách nó không chạy máu. Ok. Còn các bạn nào mà làm chuyên nghiệp rồi thì mình cần một cái đầu dũa mịn. Ok ha. Đây là cái đầu dũa mịn là huyền thoại Hy Lạp. Cái đầu dũa mịn này dũa rất là sướng các bạn, nó êm, nó đầm, nó không có bị quá là bén, nó không có quá hỗn. Nhiều khi cái đầu dũa nó bén quá đó mà nó hỗn lắm các bạn, mình kê vô chút là nó mất bột à. Cái đầu dũa này nó không có quá bén ha, nó đầm, nó vừa phải thôi. Kê cái đầu dũa vô ha. Yeah.
kéo nó ra nè các bạn, clean up hai bên cái khóe này để cho nó không có bị lip. Ok. Nhớ chạy cho cái đầu móng á, mình chạy cho nó mỏng xuống để cho cái móng của mình nó thanh. Khi mà mình nhớ nha, mình vũa mà mình vũa máy đó, tuyệt đối là mình không đè cái đầu vũa nha các bạn. Đè cái đầu vũa thì nó sẽ rất là đau cay khách, mà nó mất bồn. Nè, kéo nó ra ha. Thấy không? Nguyên một đống bột trong đây luôn à. Mình không kéo cái da ra là mình đâu có thấy nữa, mình vũa đâu. Mà mình không vũa là nó sẽ bị lip. Mà cái dòng làm nail kỹ nhất là làm móng mà bị lip nha các bạn. Lip chút xíu ok, mà lip mà bung móng lên là không được nha. Liền ấp hai bên cũng khỏe. Mình phải làm thiệt là kỹ thì khách họ mới thích mình, mà mình mới điêu khách lên được nha các bạn. Nhiều khi mình làm á, mình có chút xíu đó thôi mà mình không có làm kỹ á, móng nó líp, khách họ cũng thích mình, đâm ra mình điêu khách lên không có được á. Đó lý giải tại sao mà có nhiều người cũng muốn điêu khách lắm chứ không phải không, mà điêu khách không được ha. Khách nó cũng không có thích lắm á, là do mình làm nhiều khi từng cái nhỏ, cái chi tiết vậy mình không có để ý á, mình không có làm á, cho nên khách nó không thích mình hả. Điêu khách thì cố gắng là cái shape nó đẹp, cuticle nó tròn, nó không có bị lip là khách nó ok. Nhiêu đó là đủ rồi, với lại đắp cho nó đừng có mỏng quá, nó bị gãy á, là khách nó thích rồi. Ok. Rồi bây giờ Phong sẽ hướng dẫn cho các bạn vũa có phần shape làm sao cho nó lẹ nha. Đặt cái cây vũa vô nè, ôm sát cái khóe vô để cái cây vũa nó ha. Những cái đầu móng ha, và lia cái cây vũa hai bên để cho nó không có bị răng cưa. Tiếp tục kéo ra nè ha. Ok. Để cái cây vũa xéo như này. Ôm cây vũa để cho nó ôm cái xếp vô, nó không có bị bè cái xếp của mình. Hai bên nè. Vũ đầu móng cho nó thẳng ha. Lìa bên đây nè ha. Lìa bên đây nè. Rất là lẹ ha. Để cái cây vũa nè cho đúng ha. Vũa mình phải ôm cây vũa lên để mình vũa cái sidewall cho nó mỏng xuống, nó mới gọn cái móng của mình lại, làm cho mình chắc. Khách nó không có thích cái móng của nó là nó quá bè, nó muốn khon khon một chút. Lìa bên đây một chút. Rồi. Nhiều khi á mình cũng hạn chế, cái nhiều khi bột đó các bạn nó dính nó da, mình đừng có lấy cái này mình bẫy nó ra, đau tay khách lắm nha. Lấy cái cây vũa nè, ấn xuống dài nè, nó đỡ đau tay khách hơn. Đó là cái kinh nghiệm của Phong luôn chia sẻ cho các bạn nha. Lia
lìa bên hông nè, lìa bên hông nè. Rồi quay ngược cái tay lại. Cái khâu quay ngược cái tay này này lại nó rất là quan trọng nè ha. Nó quyết định cái shape của mình nó có đẹp hay không ở cái khâu này. Khi mà quay ngược cái tay lại thì mình phải nhìn ở cái rìa của cái móng. Mình nhìn ba cái rìa, hai bên hông và trên đầu móng. Mình phải nhìn, nếu mà nó cong thì mình phải giũ lại cho nó thẳng ha. Chỉ khi nào các bạn mà quay ngược tay lại thì các bạn mới có thể nhìn được cái shape của mình nó chuẩn xác nhất để mình sửa. Ok. Thấy không? Nhìn nè, thấy không? Nó bị u lên cái chỗ này, thấy chưa? Kê cái cây dũa vô, gọt cái cục u đó liền. Thấy không? Nè, cái móng nè, nhìn nó có cái cục nào, bú nào không? Là phải đưa vô bệnh viện ung bú, cắt cái cục bú đó ly liền nha các bạn. Chứ không thôi nó di căn. Bú lành không nói mà bú ác, cái là nó di căn ghê lắm đó các bạn. Thấy cái cục bú nè, phải gọt cái cục bú đó đi liền. Gọt trước khi nó di căn nha các bạn. À, kê cái cây dũa, kê cái cây dũa vô nè. Thấy không? Kê cây dũa vô nè. The set ok for you honey. Thank you. Dũa cái đầu móng nha, thẳng ha. Lia bên này chút. Lia bên này chút xong. Your sister came last night. Yeah, she came last night. I was supposed to come too, but I got busy. She said you have a little different hair. Yeah, we do. I have my own hair. Kéo cái da xuống, kéo cái da xuống ha. Kê cái cây dũa vô. Dũa cái đầu móng cho nó thẳng nè, lia bên này chút ha. Lia bên này chút. Xong. Rất là lẹ không các bạn. Kê cái cây dũa xéo nè ha. Ôm cái cây dũa lên. Dũa cái đầu móng nè, lia bên này chút, lia bên này chút. Xong. Để cái cây dũa ở đây nè. Kê cái cây dũa vô. 125 DC. Rồi, quay ngược cái tay lại nè ha. Chỉnh sửa cái shape. Mình chỉnh hai bên đây thì không sao nha, mà mình chỉnh cái đầu móng là mình phải lấy cái ngón tay mình bụm nó lại, mình dũa, không thôi là nó bị ê cái tay, đau tay khách nha các bạn. Làm từng chút một, không chia sẻ cái kinh nghiệm của Phong cho các bạn hết á. Nè, dũa hai bên sao mà dũa cái đầu móng mình phải bụm nó lại. Nè, mình hô nó lại. Ok, mình dũa cái đầu móng. Nè, thấy cái cục bú không? Thấy cái cục bú không? Nguyên cục bú này không? Bú này phải gọt nó đi liền, đưa vô bệnh viện ung bú liền. Gọt cái cục bú nó đi liền chứ không thôi nó di căn nha các bạn. Rồi. Sau khi mình làm xong thì mình sẽ bóp phở. Móng ra nó đẹp không các bạn? Ha, đẹp ha. Thấy gì ở đây không? Thấy gì ở đây không các bạn? À, thấy. À. 10 ngón tay 10 cái luôn. Tiếp tục ha.
sau khi mình bóp phở xong, nếu mà mình cho khách đi rửa tay nó sẽ xảy liền, nó sẽ xảy ra cái chuyện gì các bạn? Nếu khi bóp phở xong mà cho khách đi rửa tay liền á, mình sẽ gặp một cái chuyện là cái sếp của mình nó sẽ bị mất cái sếp, mất cái độ sắc sảo của mình đi ha. Tại vì trong cái quá trình mà mình bóp phở đó, nó bị mất cái độ sắc nó đi rồi, mà mình không có gò cái sếp lại một lần nữa trước khi mình cho đi rửa tay, thì cái sếp của mình nó chỉ được tầm khoảng 8 điểm thôi ha. Đó, thì Phong muốn làm cho nó đẹp hơn thì Phong sẽ gò nó lại chút xíu nữa trước khi cho người ta đi rửa tay. Ok. You can wash your hand real quick with a brush and a soap, honey. Thank you very nhiều. Chùi alcohol rồi bắt đầu mình sẽ sơn khớp cốt hả các bạn. Kết thúc một cái bộ nail. Ok, cho miếng alcohol vô nha các bạn. Xong rồi đó, khỏe không các bạn? Chung làm ombre bây giờ nó cũng thịnh hành lắm rồi ha. Phong cũng chia sẻ rất là nhiều, cũng nhiều người chia sẻ lắm rồi ha. Nhưng mà Phong cũng muốn chia sẻ một cái video mà nó tương đối là nó hoàn chỉnh từ cái khâu gắn móng, cắt móng, rồi rửa móng, rồi đắp bột như thế nào đó. Phong cũng muốn có một cái video nó tương đối là nó cặn kẽ cho những bạn nào mới ha, những bạn Việt Nam, những bạn ở Việt Nam mới sang có cái để mà coi ha. Những bạn mà mới làm nail từ nào giờ làm cây chân nước thôi à, chưa bao giờ làm nail thì con cái mình coi ha. Luôn luôn là sẽ làm cái video hướng dẫn, nó sẽ luôn luôn là nó mới với một số người ha, không bao giờ nó cũ hết. Tại vì luôn luôn là sẽ có người mới làm bột mà ha. Người nào mà làm bột giỏi rồi thì coi những cái video nâng cao, còn những cái video này là phù hợp cho những bạn nào mà mới bước chân vô nghề, cần một cái gì đó để mà tham khảo. Phong sẽ là người hết cho các bạn ở cái khâu đó nha. Sơn khớp cốt nè các bạn, đá đầu móng. Đá đầu móng nè. Rồi bắt đầu mình vuốt, mình lấy cái sếp ha. Tại sao mình phải vuốt, mình lấy sếp các bạn? Để tránh trường hợp mà khớp cốt nó chảy, nó hai bên hông nó làm cho mình mất cái sếp. Ok các bạn. Quy đi. Đá đầu móng. Các bạn thấy mình vuốt cái kiriko mà nó tròn rồi á, mình sơn thấp cốt nó rất là khỏe các bạn. Nhưng mà nếu mà mình vuốt cái kiriko của mình nó lởm chởm á, tới cái khâu mà sơn thấp cốt là nó tè le cắt lấy ở trên cái khóe liền, nó lởm chởm á các bạn ha. Thì mình phải cố gắng mình đầu tư cho cái khâu đắp bột của mình thì tốt, để cho mình vuốt ít mà nó vẫn ra cái kiriko mỏng, đẹp và sát khóe nha các bạn. Rồi xong.
nè, bôi thấp cốt nha các bạn. Màu đẹp không? Màu này là American White của Chisel, màu này là Solid 71. Quá đẹp ha. Rồi, nhà mình đã hoàn thành xong một cái bộ móng rất là bình thường như cân đường và hộp sữa rồi các bạn. Đó, rất là đơn giản ha, không có gì khó khăn hết thì Phong đưa lên cho các bạn coi. Rất là đơn giản thôi thì từng bước thì Phong đã show cho các bạn cách làm hết rồi ha. Các bạn nào mà làm không được đó, trục trặc chỗ nào thì có thể inbox hỏi Phong, Phong hết được cái nào Phong hết thôi. À, song song bên cạnh đó thì các bạn muốn order những cái đầu dũa, những cây cọ double, hoặc là đăng ký cái khóa học làm nail tháng 6 ngày 7-8-9 tổ chức ở Dallas, Texas, USA thì cũng làm ơn gọi cho Phong qua cái số phone 818-747-8781 hoặc là inbox Facebook Phong Trần. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. See you next video.